Rồi, chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center. Thì hôm nay, clip này mình sẽ nói về sự khác nhau của cây đàn dây sắt Yamaha FSTA và FGTA. Thì những cái video trước mình đã làm riêng cho hai thằng này rồi. Thì mình đã làm cái FSTA và cái FGTA rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm sự khác biệt. Tại vì có như hai cái thằng này nó đang hot nhất trên thị trường đó, nên là mình thấy các bạn hỏi quan tâm rất là nhiều. Bên mình bán hai cây này ra thị trường rất là nhiều đó. Thì cây bên đây nè là cái cây FSTA, còn hàng bên đây là FGTA. Thì các bạn nhìn vào các bạn thấy hai kiểu dáng nó khác nhau rồi. Đối với cái hàng FS đi, bạn thấy là cái form của nó là cái form của cái đàn cổ điển, nhưng mà nó là cái thùng, nó làm thiết kế theo dạng cổ điển nhưng mà nó là dây sắt đó, cái thùng nó nhỏ hơn. Còn cái hàng mà bên kia là FGTA, các bạn thấy cái thùng nó lớn hơn, cái form nó bự hơn. Thì cái hàng này nó lại thích hợp cho những bạn nữ đó, bạn nữ. Còn hàng này nó thích hợp cho những bạn nam, hoặc là những cái, còn cái FS này những bạn nam nào mà nhỏ con á đó, hoặc là mình hay đi đâu chơi mình ôm nó gọn hơn. Nó chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Còn ngoài phần mặt tớp thì hai hàng mình cũng đã nói, thì nó là mà mặt tớp là gỗ solid, còn mặt không và mặt sau của nó là gỗ mahogany. Đây, mình cho các bạn coi. Thì hai thằng này giá trên thị trường nó bằng nhau hết nha các bạn. Chỉ là do các bạn chọn cái form, cái kiểu dáng của nó thôi đó. Nè, thì hai cái hàng này thì đối với cái hàng này nó có 3 phiên bản, là màu vàng, màu đỏ và cái màu giống cái hàng FG luôn. Còn cái hàng FG thì nó chỉ có không có màu đỏ, nó là màu này, màu đen và cái màu đó. Đó, hai hàng công nghệ nó cũng giống nhau hết nha các bạn. Hai hàng hôm bữa cái công nghệ của nó mình cũng đã nói rồi. Nói hai bạn coi nè, bộ công nghệ của nó y chang, không khác gì hết. Nó chỉ khác nhau về cái hình ảnh thôi, cái ngoại hình bên ngoài đây. Cái gỗ này kia, tới phím này kia là nó y chang, công nghệ là y chang hết. Nhưng mà thường á, do các bạn, ví dụ như bạn nào mà hay mà đi xa vậy, hay mà đi xa mà sợ cộng kênh thì mình chọn cái loại FSTA này. Còn thằng bạn nào mà ví dụ mà thích cái tiếng nó dày hay nó vang hơn thì thằng này, nói chung là hai cái thằng này nó không khác nhau mấy hết. Mình bán hai thằng này rất là đều đó. Thì các bạn cứ coi, các bạn chọn thôi đó. Ví dụ bạn nào thích cái dáng nhỏ gọn thì thằng này nó hơi cỡ kiểu cổ điển hơn nè đó. Thằng này cái thùng nó to hơn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu mà các bạn nào mà có thắc mắc á, hoặc các bạn dành thời gian tới showroom, mình sẽ lấy hai cây đàn này ra để cho các bạn trải nghiệm. Đó, thì hai cái này là do nó là dòng cao cấp nên cái bộ dây được đi theo đàn nó là bộ dây Elizer. Đó, nên là thành ra là cái chất tiếng nghe rất là tốt. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.